Thưa quý vị, Nghị quyết 98 của Quốc hội vừa được ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2023 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ chế chính sách mới khá toàn diện, tạo đà cho Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển. Hành động quyết liệt hiện thực hóa Nghị quyết 98 cũng chính là đòn bẩy thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Thưa ông, theo ông thì đâu là những điều có thể bắt tay vào thực hiện sớm, thực hiện được ngay sau khi Nghị quyết 98 được ban hành, và chúng ta sẽ cần phải tập trung vào những điểm gì để có thể triển khai Nghị quyết 98 một cách nhanh nhất có thể ạ? Hiện giờ đó thì chúng ta đã bắt đầu tản ra mỗi đơn vị đã đều biết đều rõ là cái nhiệm vụ mình làm gì, và chúng ta sẽ có thể tụ quân ở giữa nhiều cái hình thức khác nhau. Chẳng hạn như là ngày 1 tháng 8 như đã nói đó, thì chúng ta bắt đầu bằng cái thành phố Thủ Đức là đã rõ đã chính. Sau đó là chúng ta có cái tháng 9 là chúng ta sẽ thông qua hàng loạt các cái dự án liên quan kích cầu, cũng như là một số cái liên quan đến việc là bổ sung thêm các phó chủ tịch xã hoặc là cán bộ công viên chức, cũng như là một số vấn đề khác. Và từ đây đến cuối năm thì chắc chắn là sẽ tập trung thêm vào một cái rất là sát sườn liên quan đến một số cái cơ chế của các dự án về giao thông, ví dụ như là phục hồi các dự án liên quan tới BT hoặc là các BOT trên đường hữu. Cái này đã trình rồi nhưng mà vẫn đợi một số cái hướng dẫn hoặc là cái nghị định và thông tư của chính phủ và của các bộ. Như vậy là có cái chúng ta làm nhanh được vì nó quyền chủ động chúng ta. Có cái chúng ta đã làm rồi nhưng chúng ta phải đợi cấp thẩm quyền trình, và có cái là chúng ta đợi cấp có thẩm quyền cao hơn để hướng dẫn, và có cái là chúng ta phải làm những cái đề án, thí dụ như là các đề án liên quan đến giảm khí thải, đề án liên quan đến cái thí điểm thị trường carbon, hay đề án liên quan tới cái xây dựng các cơ chế hợp tác công tư trong cái lĩnh vực văn hóa thể thao. Thì đó là những cái đề án mới và phải cần có thời gian 3 tháng, 6 tháng để hình thành đề án, cũng như từ đó mới ra các chính sách trình hội đồng dân và cấp thẩm quyền phê duyệt. Nghị quyết 98 cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng cơ chế chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy. Chẳng hạn, Quốc hội cho phép Ủy ban Nhân dân huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thì có không quá 3 phó chủ tịch. Còn đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên, Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn có không quá 3 phó chủ tịch. Ông có đánh giá như thế nào về các cơ chế chính sách này ạ? Cái đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái mô hình chính quyền đô thị, với một cái đô thị diện tích có thể là so sánh với một số diện tích của các tỉnh khác thì mình hẹp hơn, diện tích nhỏ hơn. Nhưng mà mật độ đây là mật độ dân cư, mật độ đây là mật độ về doanh nghiệp, mật độ đây là mật độ các cái giao dịch hành chính thì mình lớn hơn, thậm chí nhiều hơn rất nhiều so với các chẳng hạn như là ở quận 1, một cái thí dụ rất là rõ, dân số chính thức thì đâu đó khoảng ghi nhận là khoảng 200.000 hơn chút xíu, nhưng mà dân số thực tế di chuyển hoạt động sinh sống làm việc kinh doanh trên địa bàn quận 1 thì có khi lên tới cả triệu. Hoặc như là cái Bình Tân khoảng gần 800.000 dân trong một cái quận. Như vậy là so sánh với các cái địa phương khác thì có thể là một quận thành phố bằng luôn một tỉnh của địa phương khác. Như vậy là cái việc mà chúng ta có cái nguồn nhân sự để bổ sung thêm thì nó đáp ứng được cái giao dịch thật sự về kinh doanh, giao dịch thật sự về hành chính của thành phố cũng như quận huyện. Và cái này là phản ứng một cái xu hướng rất là tốt về cái việc này. Dĩ nhiên là khi chúng ta bắt đầu tăng nhân lực, cái nguồn lực lên thì cũng sẽ đòi hỏi, người dân cũng sẽ đòi hỏi là cái sự hiệu quả của các sản phẩm dịch vụ hành chính, các hiệu quả của cái việc giải quyết cái thủ tục đầu tư, thủ tục kinh doanh. Thì cái đây là một bài toán mà chắc chắn là phải cùng đồng hành và đồng điệu với nhau để có thể tạo ra cái kết quả tốt nhất cho cái việc này. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.